và phát lại lúc 15 giờ hôm sau trên kênh On Phim Việt. Đại ca, về đâu? Lên xe em chở cho. Mở từ Thái về. Tối hôm qua mày ngồi với ai đó? Em mới quen, nghe nói tìm người thân thất lạc vậy đó chị. Mang hy vọng tìm người thân. Ông già của tôi hồi còn trẻ là dân xiếc motorbike. Nghe nói từng học nghề ở Campuchia về. Năm xưa mẹ tôi kể lại, vì bộ ngạc mà gia đình tôi phải ly tán. Mẹ con tôi phải vạt qua Campuchia rồi qua luôn bên Thái, tìm về quê ngoại miền sông nước. Về miền Tây chả cấm câu à? Cấm câu là sao? Em nói đại á, ông đi điều tra tìm cha tìm anh trai gì đó. Nghe đầu hát mười hồi xưa từng làm xuất chế ở một hồng xích motorbike phải không anh? Đúng rồi. Hồi đó ba tôi lang thang ở đoàn xiếc miết. Rồi anh có biết ai tên là Hai Xu không anh? Hai Xu là bầu gánh mà. Hồi đó vô vàn thứ rắc rối. Có cách này. Cái đường nó cung cung lý lắm. Bây giờ mình phải lấy con nhỏ ra làm áp lực với thằng cha. Tổ chức giả bộ bắt cóc con Lý đòi tiền tí nó. Nè, đòi 300 triệu. Ý của anh cha đường sao rồi? Thì chờ suy nghĩ chứ sao. Mà coi bộ khó à nha. Đón xem Ranh Giới Tình phát sóng lúc 20 giờ hàng ngày và phát lại lúc 13 giờ hôm sau trên kênh On Phim Việt. Chuông đánh thức vang lên rồi bạn ơi, khẩn trương lên lại trễ rồi, và trưa nay chắc ta lại nhịn nói thôi. Mình sinh viên mà, đời sinh viên có lúc vui sao thật vui,